Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm bữa mình có đăng cái cuộn lửa Mikamakong ha. Mikamakong thì đã hết hàng anh em ơi, hết hàng, hai hộp là hết hàng. Thì mình được rất là nhiều anh em yêu cầu đặt hàng là nói anh ơi làm ơn nhập về đi, xe nhà em nhớ cuộn lửa nó hư rồi. Thì rất là nhiều anh em hỏi mình là còn không, ráng còn thì mót cho anh em 1-2 cuộn gì đấy để anh em về anh em gắn xe nhà, gắn cho khách, đồ các thứ. Thì thực sự là anh em rất là muốn nhưng mà không có. Thì mình đã đi lục sục rất là nhiều nơi rồi. Những cái mối của mình thì người ta nói là cái dòng này nó đã sản xuất từ cách đây 6-7 năm rồi. Hồi mà cái chiếc Dream nó vẫn còn thịnh anh em. Thì người ta sản xuất đến bây giờ thì người ta đã ngưng sản xuất Super Dream rồi. Cũng ngưng sản xuất các dòng Dream rồi. Thì người ta nói là bây giờ là kiếm khó lắm. Thì mình bằng những cái mối quan hệ của mình cũng như là các cái mối nhập ở bên Thái thì về được một hộp, đúng một hộp là anh em, đúng một hộp nha, đúng một hộp duy nhất đây, Dream 100 made in Thái Lan nha, Mikamakong. Thì cái này thì chắc anh em biết rồi, thương hiệu nổi tiếng rồi. Đây này chưa bóc luôn này, tem chưa bóc luôn này, mình chưa bóc luôn, người ta đưa về cho mình đúng một hộp với lại một số cái đồ Thái khác thì trong đấy nó có một hộp. Thì nói là giờ là hiếm lắm, không có hàng. Đây, chưa khui nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở ra cho anh em coi. Thì giá thì vẫn như cũ thôi, 250.000. Đó, thì anh em nào mà chúng ta thực sự là anh em muốn mua thì anh em liên hệ mình nha. Đây, rồi, ok. Mở ra nha. Wow, quá đã anh em ơi. Được 3, 6, 9, 12 cuộn nha. Được 12 cuộn duy nhất. Đây. Cái này thì chắc anh em cũng không cần phải suy nghĩ về chất lượng rồi. Mikamakong thương hiệu rất nổi tiếng nha. Này thì nó đã sản xuất lâu rồi, lâu năm rồi. Mikamakong made in Thái Lan. Hàng này thì người ta có cách đây khoảng 6-7 năm gì đó. Thì có khách người ta phản hồi mình là anh cũng xài loại này, thay loại này cách đây 7 năm rồi. Giờ vẫn xài ngon, lửa rất mát nha. Đó, thì cái đó là một trong những cái lời nhận xét về cái loại lửa này. Còn những anh em mà chúng ta đã mua thì anh em cũng nói là gắn vô xe chạy rất là êm, còn mặn hay không thì anh em phải chạy đường trường này kia thì anh em mới biết được. Đó, thì nói chung là ổn định, về cái độ ổn định thì chắc chắn là rất là tốt so với những cái cuộn mà nó đã bị lỗi ha, lỗi trên xe này nó không ổn định, chạy rất là cà giật cà đặc. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui ra cho anh em coi nha. Đây, khui ra một cuộn cho anh em coi nha. Đây anh em, thì đây khui ra nha. Có 12 cục à, mà mình khui ra một cục luôn. Anh em nào mua cục này mình bán luôn nha. Bữa trước thì cũng 12 cục là khui ra cục. Rồi đến lúc hết hàng là khách, bây giờ nói với khách là còn có một cục hàng đã khui rồi để quay clip hàng mẫu thì khách kêu lấy luôn cho anh. Đó, thì hôm nay có rồi nha anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ mình. Cái nếu mà hết thì mình cũng lấy cục này mình bán luôn nha. Tại cục này mình cũng chưa có xài, mới lấy ra quay cho anh em thôi. Thì về đây, chất lượng nó thì nó sẽ có 6 tép. 6 tép nha anh em nha. 6 tép ở giữa nên nó sẽ có chấm sơn. Cuộn lửa này cực kỳ mặn nha. Cuộn lửa rất mặn, mới 100%. Thì trong cái, nó sẽ có cái vỏ nè. Cái vỏ này nó không có mở ra được, phải cắt ra nha. Xé ngang luôn. Rồi, xong rồi đến một cái bao bì này. Bao bì lớn này, đây có tem Mikamakong made in Thái Lan này. Rất là xịn nha. Hàng Thái thì lúc nào nó cũng làm mấy cái tem rất là đẹp. Tiếp theo là đến với lại một cái bọc. Cái bọc này, này xong nó mới tới cái cuộn lửa nha. Đó, đóng rất là kỹ như vậy. Và cái việc lúc nó có cái hộp như vậy này nè, đây gửi sang đỡ bợ sợ bị nó bể nha, không phải lo. Đó. Thì cái giá của cuộn lửa này là 250.000 một cuộn nha. Bây giờ hiện tại là chỉ có đúng 12 cuộn duy nhất thôi. Thì anh em nào mà chúng ta có nhu cầu anh em cứ liên hệ mình. Thì anh em càng liên hệ sớm thì nó còn. Còn anh em nào liên hệ trễ thì mình sẽ đáng lục sục tiếp, ai có thì mình mua thì để về phục vụ cho quý anh em. Có những nơi anh em người ta báo giá cho mình là 380, báo giá 380 rồi anh em, rồi không lẽ về mình bán 400.000 cho anh em. Thì mình đã cố gắng nhập được những cái nguồn hàng rẻ nhất để phục vụ cho quý anh em. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu và anh em nhanh tay nha, cái này nó cũng phải nhờ sự nhanh tay nhanh chân đó. Anh em nào đặt trước thì còn đó, cho nên là mấy anh em mà chúng ta mua cái này mà anh em mua hịt á thì rất là tiếc ha. Rồi thì anh em nó có nhu cầu liên hệ với shop nha. Cuộn lửa Mikamakong dành cho Dream Thái, super đời đầu. Giá của cuộn lửa này là
250.000 nha anh em. Hàng nhập Thái, made in Thái Lan. Mới 100% chưa qua sử dụng. Đây, tem chống giả các kiểu đây, có đầy đủ hết nha. Rồi, ok, anh em có nhu cầu liên hệ với shop nha. Số điện thoại 0915 434 973. Cảm ơn Queen Game rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.